quay cái không khí Tết cả nhà mình xem để hổm rồi không có quay nè, hai chậu bông của ông Sơn, chậu bông cúc hai chậu hai bên 1,5 triệu. Còn này cái mai này cái không mai biết nhiêu, mai mượn 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 hả, mượn chứ không phải thuê nha, mượn chừng mấy bữa Tết trả phải không chứ không phải thuê, không phải mua nữa, cái này là mượn. Anh em mình tới tiệm của Sơn Sơn Tính Điện, nay chưa khai trương còn nghỉ Tết, còn Sơn với Lít thì đi ghé chợ mua đồ, rồi mua đồ nấu, anh em mình ghé đây trước. Làm món gì? Dừa. Ớt thì mình xào mướp ha, ớt thì xào mướp, rắn này hầm nước dừa, rắn thì hầm xả nước dừa, có anh Phúc nữa nè. Lên rửa cơm hay mày? Dạ, mày đi tỏi nấu. Dầu vô. Ủa cô, có cô tỏi chưa? Có. Vậy tôi thấy được rồi. Không có anh á. Anh giao kèo là nhà anh làm. Nhà dân ca làm. Giờ ra tới nhà cho rồi anh cũng làm. Yếu gà là cái nhẹ nhẹ thôi, ba sợ ông sụp thôi, không cần cần mạnh. Đập vậy để dao ta nhấn xuống, lấy cái tay này nhấn xuống ngay, để cái dao rồi nhấn xuống. Này là đập đi. Ý kiến gì không? Ý kiến với cò chi? Cò nó là. Hai hôm qua mà đi về nó bán nhiều rồi đâu? Mai nào? Mai nó giá đó. Không bao giờ bán không ăn. Cũng bán thì em chụp hình em gửi anh đưa cho ông kia, em chịu là dễ lụng. Chứ mày thằng cò quá. Bữa nào cò chứ đúng không bạn? Bạn, bữa nào em với thằng Tâm nấu, anh ăn chấm điểm còn nào ngon hơn. Thôi, tao chấm 10 điểm hết à. Con phụ gì tao thấy. Thì tao chấm. Thì cái này bậy. Chừng nào tao làm được hoặc là tao làm giỏi hơn ấy, thì tao mới chấm điểm. Còn nếu mà tao làm chưa được mà tao tao chỉ biết ăn thôi thì tao không có quyền góp ý. Dạ. Ui dạ dạ quá. Đâu dạ dạ. Phải quy hành trước luôn hả? Quy hành đi nha. Quy hành rất thơm. Anh ba vô cho miếng tiêu anh ba. Vô cho lại miếng tiêu đây. Cho miếng tiêu nha Trang đi. Ê, không có bịch tiêu nửa ký. Con ghẻ ăn ruột cái bộ bên bàn. Nửa ký ăn ký lít. Ký hả? Con ghẻ con ruột bộ bàn. Sao? Mà coi. Nó bị lai rồi giỡn hoài anh. Thật chẳng ký nhỏ. Thơm phức luôn này. Còn có cây mai 10 cánh luôn á. 12 cánh luôn á. Quá trời ba con ếch đã thiệt. Ba con ếch hấp dẫn thì chưa. Mùa này đâu có trứng à? Không, không. Quá trời. Thôi bắt đầu à. Cả nhà mình xem Tâm nêm nếm nè. Chỉ hai chỉ. Đường hai chỉ. Bảy bột ngọt. Một nếm bột ngọt hả? Ngọt, ngọt. Nêm nước lắm. Nêm. Nêm. Hai chỉ luôn. Nước mắm. Tâm là đảo nước mắm với nước tương. Nêm gì cũng phải nước mắm nước tương. Ngon chưa? Ngon rồi đó. Ngon chưa? Nhìn đá rồi đó. Thầy ăn lấy chân suối ba. Nước dừa đi, nước dừa đi. Dừa hết rồi. Rồi, nó mua đại bao nhiêu cái. Đó có cái gì vậy? Đổ nước dừa cho người ta ngon. Mà không có nước dừa thì mình dừa. Tháp bia cũng được. Thử cái nước lọc vào trước anh.
Nhớ anh Tâm có mở quán bán quán nhậu mướn em phụ bếp nha. Rau rác rồi này nọ không? Sao? Hay dùng cây ảnh chê. Dùng cây chê hả? Hất hất lên cho chuyên nghiệp chút đi ta bảo rồi thôi, hất đang rung, ta đang rung nữa mà. Hấp nhịn luôn. Này chắc đã chưa mặn đâu, cho miếng muối vô đây. Bình tâm còn là mấy thằng còn là nội trợ cho vợ không anh bà. Nấu mà để vợ nấu. Nấu ăn được hả? Nấu nhà nấu dở. Cũng được nhưng mà lâu thôi. Có quay lại nè, có quay lại. Mình nấu nó lẹ. Nó phải lẹ làm lâu lắm. Nhưng thấy mình chê vợ mình nấu không ngon mà mình nói chung là vợ nấu không được lẹ thôi. Chê quá nếu nấu ăn rồi. Nó bị miệng nó ghê không? Nóng chê, tại mình nóng làm không được lẹ không? Miệng nó lật qua lật lại hả? Nó lật qua lật lại. Tráng mà. Nó bị khéo. Khéo để tối không được. Có xài gì nữa không? À, chắc không qua. Miếng nước này cho chín thịt. Không, biết tôi dọn chứ trước sau tôi cũng dọn à. Thịt nó chín. Qua giờ cắt mai mà xong về 5 bo. Là... Sao lúc rồi anh Phúc anh bàn mai được không ta? Nó phải chơi kiển nè. Chơi kiển mình thì mình bàn rắn, bữa nào. Ôi rồi tiêu ngon. Được không? Đầy gì mà được. Ủa anh Sơn hết ga lên Sơn. Mẹ mày dặn nhỏ mà hết ga. Nghe rồi. Sao lấy đi ba? Sao nó còn trái kìa, tắt rồi sao còn trái kìa? Yếu. Dạ, dạ, dạ. Rồi, lính đi, nó không có ngon lành gì á. Okay. Không ngon lành ai cho lính uống. Hợp lý. Hợp lý. Để em cho khác uống. Cho mấy cù hồng cát đảng này uống chứ ở rồi cho lính uống. Nè nè nè, từ từ nha, từ nha. Lính Anh Sơn hay uống á. Bên này hơi bẩn. Ê, 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 nhích lên, nhích lên. Anh Toàn mày dày vừa vô, phải thải cho anh Toàn ơi. Để lấy thùng nữa đi. Ôi để cho tự tự anh kêu anh Sơn. Anh phải là số 4 lần được. Mỗi lần có em xuống em. Thôi không được, nước đó thì bỏ. Có cái dầm ấy. Nước mày đủ kết phúc mình bỏ vô hoài mấy cục luôn. Hả? Có ba cái dầm ấy. Cái này được nè. Không được không? Không tôi quét sạch sẽ rồi. Mới bị dầm rồi. Dầm rồi. Dầm ngồi như kẻ. Dầm thôi. Ê, đừng có làm vậy, bỏ cái tay ta rưới 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 nè. Vậy nhẹ. Đúng không? Thách chắc núi. Cho nó chạm vô cùi chỏ mới được. Đúng rồi, quan trọng phải có vô cùi chỏ nó mới ngon. Có bông quay lên không, cho đẹp đẹp không? Không, đây, tới đây. Rẻ này 300 ngàn mọi người. 300 ngàn. Là rẻ đó. Rồi, kiểu vậy. 3 con ếch, mỗi con ếch 100 ngàn. Dĩa này trên Sài Gòn khoảng 500 với 300 ngàn. Đây, 300 là rẻ rồi đó hả? Ừ. Dữ vậy? Cút bự chứ mình làm gì đâu phải chặt vậy đâu anh Vạn. Cảm ơn cái nồi lên luôn Trân ơi. Vậy thì mình gieo lại. Gieo vô. Đi vậy. Thôi đúng rồi mai có lính rồi. Đi rồi. Đi kia nhậu cho kia chở đâu. Đi Mỹ Tho rồi. Chứ tao kêu vô nhậu chứ không phải kêu chở hiểu không? Chở không? Chị hiểu không? Chị hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Quá trời cái đùi. Nó này non quá non. Ngon quá ngon. Hết lần luôn. Non. Ăn ếch đầu năm. Cả nhà. Cốt vô tới nha. Qua wow, mình ăn bò, nay mình ăn ếch. Lắm. Lắm có mà sống. Có em nó đồ về anh em. Mấy bạn rồi nhiều. Ngáo luôn. Ngựa trọng ngáo rồi gục rồi thôi anh ngồi đi chút em chở hết về. Hay không xong rồi. Tôi như chưa lên bia. Rồi nhá. Lên bia. Rồi còn mụn còn tết không? Ừ. Còn mụn mà. Đó rồi. Này ra chưa? Chưa. Mai. Còn mụn còn tết. Mai nhập bánh. Bánh tới tới mùng 10 thôi băng nào nó chơi băng bản rồi đừng có lên đúng không anh Hoàng cũng mới ướt mà lạnh chứ ta ướt sẵn ở nhà rồi bỏ nguyên thùng vô cái kho lạnh luôn à kho lạnh mà hả có lý vậy cái thùng mốt nó không ướt mà
đi các bạn luôn. Miền răng này mà răng cứng. Không anh răng răng này lâu anh nó mềm mềm á. Này giờ nó to mà. Này bắt đầu rồi nha. Khui đi anh em ơi. Bữa nay mình quay clip ăn ẩm thực. Mà ngày mai mới có thể ăn clip của, có nghĩa là mà ngày mai mới mùng 9. Thì sẵn đây mình làm tiệc mình khai trương quán của Sơn mùng 9 luôn. Mời cả nhà nha. Vô. Vô. Đây là anh Trường. Năm mới chúc cả nhà mình năm mới phát tài á. Rồi, đi làm anh, phát tài được à. Khỏe nó mới được. Anh Trường mới tới. Mình chào thằng đó, đi với à ta. Vô dần ca. Sao không vô đã đi xuống. Nắng ngoài với thằng Tâm tặng ba nhà không? Nha. Cho để cái kệ. Thử miếng ớt trước đi. Ăn cái đùi, ăn đùi, ăn đùi sao đi. Đùi sao đó đùi à. Đây mời cả nhà. Đùi chấm ha. Ớt đồ năm. Mình chấm không? Có lớp quế thơm thơm đã quá. Cái này cái gì nó ngon không? Được rồi đâu mềm. Dai ngon lắm. Vô á thầy ngồi ở đây mà vô thấy nó muốn hú quẹt ăn quá là bên bóp. Ngày em Phúc có cái chiêu khui mới nữa hả dạ? Mới nữa. Rồi. Nãy không biết bỏ con quẹt có nước tiêu rồi ta. Thôi không khui giùm em cái này coi. Về bỏ hột đá vô nó uống nó ngon. Nó lạnh nó đã hơn. Quẹt anh đâu, quẹt em đâu? Quẹt. Không quẹt hóa. Có thuốc em đâu? Đâu có biết. Rồi có ai. Ê khui kiểu đó là nó không có rách miệng hết. Rồi cảm ơn. Uống cái chừng nuốt cái vỏ chúc, chúc ơi, dính lại mà. Mình nắm mình chấm ra. Ok. Đi qua anh trai. Đúng quán anh phải không? Đúng rồi. Dạ. Ừ. Nó lấy cho anh mà xong rồi. Nó lấy cho anh Phúc không? Ngồi đây rồi. Nè. Chặt rồi lấy cái mũi dao khoét ra nữa. Mẹ thấy chiếc đũa à? Đồ lấy. Đũa nè, trở đũa lại trời ấy. Trời ơi, đẹp thế là được, vậy sao chế? Đũa nè, vậy sao chế? Có chưa? Có chế. Để lấy số đũa. Trời em chú em giao hai thùng bia cho người ta cái em chạy xuống. Anh lấy thêm thùng bia nữa không anh Sơn? Rồi. Tranh thủ nha, rắn sắp mềm rồi đó. Dạ rồi, tranh thủ chứ, kèo này không tranh thủ, tranh thủ kèo nào kèo này phải tranh thủ chứ. Kiểu này chắc điện giờ này đi dùng tháp gì thế nữa quá. Dính gì kệ đó, miếng gấp được rồi. Khỏi. Vậy ăn ở đâu à? Tâm ra đi Đồng Tháp ra Tâm. Mấy chuyện giang hồ luôn. Dấu vợ. Xíu luôn. Dấu vợ ông bộ đi Đồng Tháp còn gì thế. Hết mười chưa hết mùng mười. Có ai nói gì giang hồ đâu. Kia nó vậy kia cá, kiếm con cá rồi nó hàng cá. Vô, mình vô cái nữa mình tạm biệt cả nhà luôn nha, vô. Hẹn gặp lại. Vô, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Rồi, để lại không tôi lát tôi cao hỏi cái cả cho bãi sạn cho lắm có tôi lấy về đuổi về luôn mất cái quần quần rồi này này nằm ở tiệm mà hay là nói đưa mãi quần đâu có được đi đỡ tường không á còn cái sự cơm tôm không ăn nghiện cơm tôm chặt không ăn cơm cơm nước tương cơm ché gà đó là có này là đâu chỉ có rau luộc với cá còn quẹt à em tới là phải ăn cũng qua được chuyện hỏi hai đó là đóng cái tịch đóng coi chơi hủ tịch bàn rồi dây sầu bông lúa đậu qua đậu đồng dưa leo thì lúa nào cũng có hết quen đang nóng cũng cái là đây cây bơ bơ tụt cồn cây dứt luôn khỏi được khỏi giấy lại nóng dứt từng bổ nghe là
bưng đi giờ ra được ra nước không có mấy cây vậy đấy hôm nay là có cải gọi là dứt cái này ra